Ngày 20 tháng 9, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy về việc xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại mái ấm Hoa Hồng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại tại các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận 12 khẩn trương rà soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em trên địa bàn nếu có, báo cáo kết quả Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2024. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, quận huyện tiếp tục kiểm tra các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm. Mới đây, một tài khoản Facebook đã thông tin trên mạng xã hội về việc được cho là đang đi làm thiện nguyện thì bị một nhóm người lạ chặn đầu, đuôi xe ở Yên Bái. Tài khoản Facebook có tên là Phạm Tuấn Anh là trưởng nhóm từ thiện cộng đồng thiện nguyện Triệu Trái Tim đã đăng lên mạng xã hội việc nhóm này bị các đối tượng lạ dùng ô tô, xe máy chặn đầu và đuôi xe đoàn thiện nguyện. Theo anh Phạm Tuấn Anh, khoảng 9 giờ sáng 20 tháng 9 tại khu vực gần cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, anh Tuấn Anh đi khảo sát thực tế các gia đình gặp khó khăn và cần giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa để hơn 40 tình nguyện viên đến hỗ trợ. Quá trình khảo sát, anh Tuấn Anh bất ngờ bị các đối tượng lạ dùng xe ô tô chặn đầu xe, xe máy chặn đuôi xe và ngăn cản việc làm của nhóm thiện nguyện. Các đối tượng xuống đi quanh xe của trưởng nhóm thiện nguyện có hành vi ngăn cản nhóm hoạt động. Lo sợ bị cướp tiền từ thiện, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nên nhóm đã gọi công an 113 và công an xã Giới Phiên tới làm việc. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết hiện đơn vị đang cho xác minh kiểm tra các đối tượng nêu trên. Cơ quan chuyên môn thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đang khẩn trương tìm nguyên nhân khiến nhiều học sinh tại một trường học trên địa bàn có biểu hiện ốm sốt bất thường. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, từ khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 9, bắt đầu phát hiện trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe như là đau đầu, nôn, sốt cao, một số trường hợp tiêu chảy và số lượng được phát hiện dần tăng lên, đa số là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn. Đến cuối ngày 20 tháng 9, xác định có gần 50 trường hợp mắc các triệu chứng nêu trên, có ý kiến cho rằng vụ việc có thể liên quan đến bữa ăn trưa tại trường vào ngày 19 tháng 9, nhưng một số học sinh không đi học, không ăn trưa cũng có các biểu hiện bệnh. Ông Triệu Văn Dúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn cho biết khoảng 20 trường hợp đang được điều trị theo dõi tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Cạn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Số còn lại đang theo dõi tại nhà. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn và ngành y tế đã họp ngay trong chiều 20 tháng 9 để đánh giá tình hình, triển khai công tác điều trị cho các trường hợp nhiễm bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh. Ủy ban Nhân dân xã Nông Thượng cũng đã có thông báo yêu cầu nhân dân các thôn theo dõi chặt chẽ tình hình. Nếu phát hiện trong gia đình có người mắc các triệu chứng bất thường, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị. Trước mắt, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nông Thượng sẽ tạm thời nghỉ học để theo dõi tình hình diễn biến của bệnh. Sau đợt mưa lớn kéo dài, xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 hộ dân, tỉnh Hòa Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở một số khu vực. Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất đá tại khu vực xóm Rằng thuộc xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc và xóm Dài thuộc xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn. Cụ thể, do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây ra vết nứt và tiếng nổ lớn phát ra từ đồi ao ếch phía sau xóm Rằng thuộc xã Cao Sơn. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư. Tại vị trí lớn nhất có độ cao khoảng 200m, xuất hiện cùng trượt dài khoảng 500m với khối lượng đất đá sạt trượt rất lớn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại xóm Dài thuộc xã Tuân Đạo, Lạc Sơn, sau hoàn lưu của cơn bão số 3 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện nhiều vết nứt sụt lún. Có nhiều vết nứt sụt lún dài từ 1 cho tới 3m, sâu từ 2 cho tới 3m và dài khoảng 800m. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7 hectare. Sụt lún đã làm ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu xóm Dài. Trong đó thì phạm vi khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đã phải di chuyển khẩn cấp 60 hộ với 278 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều hộ đã nứt nhà, sụt lún móng nhà, hư hỏng nhà và có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Ước tính lượng đất đá nếu sạt xuống vào khoảng 7 cho tới 8 triệu mét khối đất đá. Đến thời điểm hiện tại, các điểm nứt sụt lún
lớn vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng khi có mưa khiến đất đá bão hòa. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo UBND các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di dời, hỗ trợ cho người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Mưa lớn kéo dài khiến ta luy ở khu vực xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở. Một khối lượng lớn đất đá đã đổ ập vào nhà lớp học 2 tầng và các công trình phụ trợ của trường trung học cơ sở Lâm Phú. Đến hôm nay thì ở phía sau ngôi trường bị sạt lở, đất xô nghiêng gây gãy nứt này lại xuất hiện vết nứt trên đồi khiến toàn bộ 276 học sinh và giáo viên phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Cụ thể, UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng cùng ngày, huyện đã cho toàn bộ học sinh trường trung học cơ sở Lâm Phú, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh nghỉ học tạm thời do ngọn đồi sau trường xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lang Chánh, trong sáng 20 tháng 9, huyện quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học để di dời trang thiết bị, đồ dùng dạy học đến nơi an toàn để xử lý sự cố. Huyện đưa ra hai phương án, một là di chuyển toàn bộ học sinh đến học nhờ tại trường tiểu học Lâm Phú cách 5 km, hoặc xây dựng trường tạm. Hiện các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh đang vào cuộc kiểm tra, đánh giá sự cố để đưa ra hướng xử lý. Lúc 6 giờ ngày 21 tháng 9, giá dầu Brent giao dịch ở mức 74,49 đô la Mỹ trên một thùng, giảm 0,39 đô la Mỹ trên một thùng so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 71,92 đô la Mỹ trên một thùng, giảm 0,03 đô la Mỹ trên một thùng. Giá dầu thế giới giảm nhẹ là do nhu cầu chậm từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng hóa lớn hàng đầu thế giới. Trong tháng 8, sản lượng lọc dầu tại Trung Quốc đã chậm lại tháng thứ 5 liên tiếp, trong khi đó tăng trưởng sản lượng công nghiệp cũng chậm lại ở mức thấp nhất trong 5 tháng và doanh số bán lẻ cùng giá nhà mới tiếp tục giảm. Mặc dù giá dầu hôm nay giảm nhẹ, nhưng tính cả tuần, hai loại dầu tiêu chuẩn đều tăng hơn 4%. Giá dầu đã phục hồi sau khi dầu Brent rơi xuống dưới 69 đô la Mỹ trên một thùng trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 9. Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Sasobank cho biết giá dầu đã phục hồi một phần bởi đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay của Mỹ trong tuần này. Giá đã tăng trong phiên giao dịch vào ngày 19 tháng 9, một ngày sau quyết định cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng, nhưng một số nhà phân tích lo ngại về sự sụt giảm của thị trường lao động Mỹ. Nhiều trang trại nuôi lợn ở miền Bắc thiệt hại nặng sau bão lũ, thậm chí bị xóa sổ khiến nguồn cung thịt lợn khan hiếm. Giá thịt lợn hơi theo đó tăng mạnh, lập đỉnh cao mới. Sau đợt mưa lũ, nguồn cung tại thị trường miền Bắc trở nên khan hiếm khiến giá tăng trên toàn khu vực. Trong đó, tại các tỉnh, thành phố như là Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang ghi nhận tăng tới 3.000 đồng cho 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 70.000 đồng trên 1 kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực đang thu mua trong khoảng từ 67.000 cho tới 69.000 đồng cho 1 kg. Thị trường miền Trung Tây Nguyên tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Tại Thanh Hóa và Nghệ An cũng lên mức 67.000 đồng trên 1 kg. Tại khu vực miền Nam, sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng trên 1 kg, heo hơi tại thành phố Hồ Chí Minh đang được giao dịch với giá là 65.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng và Hậu Giang cùng đạt mức 64.000 đồng trên 1 kg. Sau đợt mưa bão, nhiều trang trại bị thiệt hại, một lượng lợn rất lớn bị chết hoặc hộ nuôi phải bán tháo do chuồng trại ngập sâu trong nước lũ. Thế nên nguồn cung bắt đầu khan hiếm, đẩy giá lên cao. Các chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng sau đợt mưa lũ kéo dài tại miền Bắc.